Hai, xúc động cứu phong thủy xin chào 9.000 anh em nhé. Rồi, thì hôm nay mình sẽ review và giới thiệu cho anh em mẫu 4 mẫu trung cấp 80 cm nha anh em nhé. Hàng này hàng cũng là hàng full, có full tang và hai chốt tre anh em nhé. Thì cái số điện thoại cũ ấy, ở các cái video trước thì anh em mình đã bỏ rồi, thì mình đã thay cái số điện thoại mới cho anh em đây là 0966 399 317 nha anh em nhé. Bây giờ anh em Zalo cũng tìm theo số này đấy. Đấy, gọi điện cũng vào số này cho giúp mình nhé. Đấy, cái số kia mình bị nhà mạng họ khóa, bên khóa mình hai chiều rồi nên là mình đổi số mới nhé. Đấy, đây là cây màu trắng đấy, hai chốt tre đây cho anh em. Giá tất cả những cây này bên mình là bán 2.3 triệu và có bớt cà phê cho anh em. Thì hiện giờ cuối năm nhé anh em nhé, cuối năm đấy thì bên mình gần như là không thu cốt ở miền ở bất cứ đâu cả, bên mình chỉ nhận đơn hàng chuyển khoản 100% thôi anh em ạ. Cho nên là anh em học cần thu cốt thì anh em đợi ra Tết. Những cái sản phẩm này xưa nay đến giờ ấy, thì mình chỉ thu cốt ở miền Bắc và miền Trung thôi, nhưng miền Nam thì đặc biệt là lúc lãng phải chuyển khoản rồi nhé anh em nhé. Đấy, còn bây giờ thì không thu cốt ở bên nào hết, ở tỉnh nào mình cũng bắt chuyển khoản hết vì là cuối năm mà anh em ạ. Đấy, cuối năm thì anh em biết rồi đấy. Đấy. Đấy, cái gì nó cũng căng thẳng, cho nên là mình cứ anh em nào cực kỳ thiện chí thì anh em hãng mua trong cái thời điểm này, còn không thì thôi anh em cứ đợi ra lăng nhé, anh em mua xong. Đấy, thép của nó thì cũng là thép 060 nha anh em nhé, thép carbon nha anh em nhé. Đó, có vân có rãnh, cái này hãng còn dầu. Đấy, hãng đang được bảo quản trong dầu. Lưỡi thì cây nào cũng giống cây nào thôi anh em ạ, chả có cây nào khác cây nào, vì cái dòng này nó là dòng giống nhau thì anh em chỉ chọn cái vỏ thôi. Đấy, anh em thích vỏ màu gì, đấy, hợp mệnh hợp hỏa màu gì thì anh em chọn cái mẫu màu đấy nha anh em nhé. Đấy. Đấy, anh em mệnh hỏa chơi màu đỏ này. Đấy, rất là đẹp. Đấy. Đấy, vẫn còn trong ni lông trong dầu luôn, có vân có rãnh cho anh em đầy đủ. Đấy, nhiều khi mình cũng ngại tháo ra lắm vì cái thép cây dòng này thì cây nặng giống nhau. Đấy. Đấy, cây đàn chim đàn cò này cũng được này. Đó. Đấy. Đấy, lưỡi thì cây nào nó cũng như này đây anh em này. Đấy, 10 cây như 10. Đấy, đều có vân có rãnh cho anh em chơi. Hàng đã mài sắc bén cho anh em rồi, thép rất dày dặn cho anh em chơi. Đấy, thì anh em chơi những cái dòng như này thì anh em chặt chém thì nó vô tư hơn rất là nhiều nha anh em nhé. Đấy, anh em không phải sợ nó bị lỏng hay là sức cái cán. Đấy, vì nó là hàng full tang. Đấy, thì giá bên mình thì anh em chuyển khoản thì bên mình cứ bớt cho anh em 100-200 tùy từng nơi, bớt cho anh em tí cà phê. Ví dụ hàng hóa là mình gửi nó không được tới thì anh em có thể chạy cách 1-2 cây thì anh em qua anh em lấy. Đấy, cho giúp mình, vì thì mình cũng bớt cà phê cho anh em, xăng xe cho anh em để anh em chạy đến nha anh em nhé. Ok chưa anh em? Đó, thì anh em xem nhớ like, share và đăng ký kênh cho mình nhé. Anh em lưu ý số điện thoại mới bên mình nhé. Đó, anh em lưu ý nhé. Rồi ok, cảm ơn anh em đã xem hết video của mình. Đấy, chúc anh em cuối năm là lúc nào cũng vui vẻ, mạnh khỏe. Đấy, làm ăn là cuối năm mà kiếm tiền tiêu Tết nha anh em nhé. Đấy. Đấy, anh em nào dư giả thì đam mê thì ủng hộ qua shop mình. Đấy, giá cả thì bên mình lúc nào cũng rất là hợp lý cho anh em chơi. Đấy, nha anh em nhé. Đấy. Rồi, xin chào và tạm biệt anh em. Cảm ơn anh em đã xem hết video.